Cô chú anh chị và các bạn có thể thấy đây là cái giao diện của cái ví xếp môn. Và để mua được cái BNB ạ bằng cái môn thay ạ, thì chúng ta làm một cái thao tác hết sức đơn giản, đó là kích vào cái nút buy này thôi. Đó thì ở cái giao diện này là mình sẽ mua bằng BNB. Mà nếu mà chúng ta chuyển thành cái Ethereum này, đó thì chúng ta phải kích vô đây thì nó sẽ là mua ETH, mua những cái đồng token khác. Đó. Chúng ta quay trở lại cái việc mua BNB. Này. Chúng ta ấn vào nút Smart BNB. Đấy thì bây giờ mình sẽ nhìn thấy cái giao diện của chúng ta là mua bằng MoonPay là cái phí là 0%. Tức là chúng ta bỏ ra 100 đô thì chúng ta sẽ nhận được chính xác 100 đô giá trị tương đương với cái BNB, thì chúng ta ấn vào nút Purchase. Đó. Thì vô trong cái này. Đấy, chúng ta sẽ chờ đợi một chút cho nó load. Đó thì mình sẽ mua bằng cái giá trị đây. Đó. Mình sẽ thấy nó ghi là BNB price, là giá BNB thời điểm hiện tại là 393 đô phẩy 55 cho một cái BNB. Bây giờ nếu mà bỏ ra 300 đô mình sẽ nhận được 0,762 BNB. Phí là không có. Đó, cho nên là mình ấn nút continue. Sau khi cô chú anh chị của bạn ấn nút continue, mình sẽ điền email. Sau đó điền email thì nó sẽ xác thực cái khuôn mặt của chúng ta và nó sẽ bắt chúng ta điền cái thông tin. Đó chính là về cái thông tin thẻ tín dụng cũng như là thẻ ghi nợ. Thì ở cái hệ thống MoonPay á, Thắng có thử rất nhiều lần ở thời điểm ngày trước là MoonPay nó không có hỗ trợ các cái thẻ ngân hàng như Vietcombank và MB. Thì không biết cô chú anh chị nào đang sử dụng cái ngân hàng khác có thể thử để chúng ta mua, thì chúng ta sẽ tiết kiệm được khoản phí. Nhưng mà Thắng thấy cái điều này nó không đáng kể. Nếu như chúng ta giả sử như cô chú anh chị và các bạn mua SafeMoon, mua BNB ở trên Binance xong chúng ta swap ra bên bên này ạ. Nếu mà chúng ta swap bằng cái BUSD là chúng ta không mất tiền. Còn nếu chúng ta swap bằng BNB chúng ta mất, cái phí nó cũng không quá cao, nó phải 0,005, rất là ít. Thì nếu cô chú anh chị và các bạn cảm thấy cái việc mất phí này nó hơi hơi nhiều thì chúng ta có thể mua trực tiếp bằng bằng cái MoonPay. Nhưng nếu mà chúng ta phải lưu ý một cái điều như thế này này, là khi mà chúng ta xác định mua online á, thì chúng ta phải lưu cái số thẻ ngân hàng của chúng ta trên cái ví này. Thì quan điểm của Thắng là nên hạn chế lưu cái số thẻ ngân hàng, đặc biệt là cái số CVV á. Cái số đó là cái số quan trọng mà chúng ta chỉ cần lộ ra một cái thôi là tất cả số tiền trong tài khoản ngân hàng của chúng ta có khả năng bị bay màu. Thế cho nên là Thắng thà mất 1-2 đô tiền phí còn hơn là chúng ta đưa chúng ta vào một cái thế rủi ro. Tất nhiên Thắng không nói cái điều này là bởi vì ví sẽ mua nó không an toàn, mà trên thực tế chúng ta đang ở trong cái quá trình gọi là phát triển dự án, chúng ta không thể biết được cái điều gì nó sẽ xảy ra trong tương lai cả. Dự án rất tiềm năng, thế nhưng mà chúng ta luôn luôn để cho chúng ta ở một cái cửa gọi là cái cửa an toàn, chứ chúng ta không thể nào mà vì nghe một cái ông YouTuber ông ấy nói hoặc nghe một cái người influencer người ta nói là chúng ta all in tất cả vào, là cái điều đó rất là nguy hiểm. Là cái quan điểm của Thắng là như vậy. Thế nên là cô chú anh chị các bạn nghe tin tức từ Thắng cũng chỉ mang tính chất là để tham khảo mà thôi.